Dạ vâng, thưa bên chị, đây chính là cây cỏ đuôi chuột, là một loại thảo dược quý có tác dụng điều trị căn bệnh tiểu đường, bệnh ho, bệnh viêm đường tiết liệu. Và trong thời gian gần đây thì tôi có nhận được rất là nhiều các cái chia sẻ, các cái thông tin trên một số các cái trang mạng và cũng như các cái hội nhóm trên Facebook có chia sẻ về bài thuốc điều trị căn bệnh hở van tim bằng cây cỏ đuôi chuột này. Vậy thì thực hư các cái thông tin kia ra sao và cách dùng cái cây cỏ đuôi chuột này để điều trị bệnh như thế nào, liều lượng ra sao? Ngoài thực tế thì cái cây cỏ đuôi chuột này như thế nào thì trong video này tôi mời anh chị cùng tôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một cách chi tiết nhất về cây cỏ đuôi chuột này cũng như là một số các cái bài thuốc cụ thể về cây cỏ đuôi chuột này. Mời anh chị cùng tôi tìm hiểu. Đây, đây là sau vườn nhà tôi. Thì mời anh chị cùng theo chân tôi, chúng ta cùng đến và tìm hiểu về cây cỏ đuôi chuột này. Đây chính là cây cỏ đuôi chuột, thưa anh chị. Cây cỏ đuôi chuột này thì thưa anh chị là một loại thảo dược quý và nhiều nơi khác còn gọi bằng cái tên là cỏ roi ngựa. Ở miền Nam thì gọi cây này là cây mạch lạc. Nó là một loại cây mọc hoang dại ở một số các cái địa phương nước ta. Đặc điểm nổi bật nhất của cây thảo dược quý này và nó cũng được nhiều người chú ý về cái công dụng của nó, đó là điều trị căn bệnh tiểu đường và điều trị căn bệnh ho, viêm họng. Nó giúp hạ đường huyết rất là hay. Đây chính là cái thân của cây cỏ đuôi chuột, thưa anh chị. Tôi mô tả sơ bộ về cây cỏ đuôi chuột. Vừa nghe tôi mô tả thì anh chị có thể vừa quan sát trên video để chúng ta có cái nhìn thực tế hơn về loại cây thuốc này. Cây cỏ đuôi chuột này thì nó là một loại cây thân thảo có chiều cao dưới 1 mét. Thân cây thì nhỏ, lá của nó đây. Lá của nó có nhiều răng cưa, thưa anh chị. Đấy. Bề mặt thì nhẵn bóng, bề dưới cũng nhẵn bóng. Tuy nhiên thì bề mặt dưới của phiến lá thì có gân, gân đối xứng nhau, đúng không ạ? Điều đặc biệt là hoa của cái cây cỏ đuôi chuột này mọc ra từ ngọn cây. Đấy. Đây chính là cái hoa của nó. Hoa thì nó mọc ra từ ngọn cây này. Anh chị nhìn có đặc biệt không? Nó rất là giống cái đuôi chuột. Có lẽ cái tên cỏ đuôi chuột là có tên từ đây. Đoạn cuối của nó thì nó chứa hoa màu hơi phớt tím. Và cái hoa của nó thì mọc ở đoạn giữa cái đuôi chuột. Đấy. Có nhiều người vẫn thắc mắc là cái cây cỏ đuôi chuột này thường mọc ở đâu. Thưa bên chị, đây là một loại cây nó có thể mọc hoang hóa ở khắp các cái tỉnh thành nước ta. Và tôi nghĩ rằng đây là một loại thảo dược rất là tiềm năng, bởi vì nó có rất là nhiều công dụng. Ngoài Việt Nam nước ta thì có một số nước ở Đông Nam Á như là Malaysia, Indonesia và Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, họ cũng đã trồng cây cỏ đuôi chuột và họ cũng biết cách dùng cái cây cỏ đuôi chuột này để làm thuốc. Và chúng ta cùng nhau đi chi tiết về công dụng của cây cỏ đuôi chuột thì thưa anh chị, cây cỏ đuôi chuột được y học cổ truyền ghi nhận là nó có vị hơi đắng, the, có tính mát, được dùng như là một vị thuốc tiêu viêm giải độc. Khi dùng làm thuốc thì thông thường người ta thường dùng cây dưới dạng cây tươi hoặc khô. Thông thường thì hiện nay thì để bảo quản được lâu ngày thì thường thường cây cỏ đuôi chuột được dùng khô là nhiều hơn.
Theo kinh nghiệm dân gian và được Phó Tiến sĩ Võ Văn Chi viết trong cuốn sách Những cây thuốc An Giang. Xin lỗi anh chị, cây thuốc An Giang xuất bản năm 1991 thì cây cỏ đuôi chuột có một số các cái công dụng sau. Đầu tiên là nó có tác dụng điều trị bệnh viêm đường tiết liệu, lợi tiểu, điều trị các cái chứng bệnh về tiêu chảy, kiết lỵ, ho, viêm họng, giúp giảm mụn nhọt, viêm nhiễm ngoài da, tẩy run sán, điều trị bệnh đau mắt. Và nó có một tác dụng rất là hay, đó là giúp hạ đường huyết, điều trị căn bệnh tiểu đường rất là tốt. Chút nữa ở cuối video thì tôi sẽ chia sẻ về cái nguồn thông tin trên Facebook trong thời gian gần đây, đó là cây cỏ roi ngựa hay còn gọi là cái cây cỏ đuôi chuột này điều trị căn bệnh hở van tim nhé. Thì trước khi đi về chi tiết cái thông tin đó thì tôi sẽ chia sẻ một số các cái bài thuốc được tôi tổng hợp lại và chia sẻ cho anh chị, giúp anh chị dùng cây cỏ đuôi chuột để điều trị bệnh một cách hiệu quả hơn. Đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu đến anh chị, đó là chúng ta dùng cái cây cỏ đuôi chuột này dùng để điều trị ho, tiêu chảy và viêm đường tiết liệu. Đối với bài thuốc này thì anh chị dùng 20g đến 30g cây cây khô sắc với 1 lít nước, đun cạn lấy 500 ml nước uống trong ngày. Bài thuốc này thì rất là đơn giản đúng không anh chị, nhưng nó lại mang lại hiệu quả rất là cao đối với bệnh viêm đường tiết liệu, tiêu chảy và ho. Một số anh chị nào hay mắc cái chứng bệnh là mụn nhọt ngoài da, thường thường thì chúng ta dùng lá tươi đắp, giã lát đắp ngoài da. Cách dùng này tuy là đơn giản thôi nhưng nó cũng giúp vùng da bị mụn nhọt, viêm nhiễm có mủ sớm lành, do tính chất cái cây cỏ đuôi chuột này nó có tính chất kháng viêm thưa bên chị. Vậy thì đối với bệnh tiểu đường thì sao? Bài thuốc hạ đường huyết điều trị căn bệnh tiểu đường type 2. Đối với căn bệnh này thì anh chị dùng lá ngọn đuôi chuột khô 30g hãm nước uống hàng ngày. Cách này thì giúp những người người những bệnh nhân bị tiểu đường hạ đường huyết một cách rất là tốt. Đây là một trong những cách điều trị căn bệnh tiểu đường đơn giản nhất mà tôi đã từng chia sẻ với anh chị. Rất là đơn giản, chúng ta cứ phơi khô, hãm lấy nước uống hàng ngày. Đối với một số anh chị thì chúng ta có thể có những cái cây cỏ đuôi chuột này. Tuy nhiên một số anh chị nào không có thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282. Cỏ đuôi chuột của chúng tôi thì được phơi khô, cắt ngắn nên anh chị có thể về hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Chúng ta chỉ cần bỏ ra pha trà định lượng chuẩn, pha trà thay nước hàng ngày. Còn cái thông tin về cây cỏ đuôi chuột này có tác dụng điều trị bệnh hở van tim thì tôi cũng xin chia sẻ như sau. Trong thời gian vừa qua thì một số hội nhóm có đăng các cái video dẫn chứng về một số trường hợp điều trị khỏi bệnh hở van tim bằng lá cỏ đuôi chuột này. Theo hướng dẫn tại đây thì để điều trị căn bệnh hở van tim, người bệnh dùng lá tươi, nam là 7 lá, nữ là 9 lá, nhai nuốt vào buổi sáng. Tuy nhiên thì khi chúng tôi tìm hiểu các cái tài liệu kể cả trong nước và quốc tế đều chưa thấy nói đến tác dụng này của cây 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 cỏ đuôi chuột này. Tôi thiết nghĩ rằng đây chỉ là cái kinh nghiệm dân gian của một số vùng miền. Tuy chưa có cơ sở chứng minh nhưng cũng là một trong những cái kinh nghiệm dân gian quý báu cần tiếp tục nghiên cứu và phát huy để áp dụng rộng rãi trong phạm vi nhân dân. Và tôi cũng lưu ý với anh chị khi sử dụng cái cây cỏ đuôi chuột này để điều trị căn bệnh hở van tim là người bệnh nên tham khảo và xin ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Và những cái lưu ý sau, chúng ta nên lưu ý khi sử dụng cây mạch lạc hay còn gọi là cỏ đuôi chuột, đó là theo báo Đà Nẵng thì phụ nữ mang thai không được dùng lá cỏ đuôi chuột bởi vì có thể gây sảy thai. Do có tác dụng hạ huyết áp nên những bệnh nhân huyết áp thấp không nên dùng. Khi dùng cây thuốc cỏ đuôi chuột thì tôi cũng lưu ý là ngoài tự nhiên có một số cây hình dáng gần giống với cây cỏ đuôi chuột nhưng không có các cái công dụng quý như cây cỏ đuôi chuột.
Chính vì vậy mà anh chị khi sử dụng làm thuốc thì cần chú ý để phân biệt. Đầu tiên là về hình dáng thì cái đặc điểm dễ nhận biết nhất đó là cái cây cỏ đuôi chuột, đó là hoa màu tím. Và cây cỏ đuôi chuột giả thường có hoa màu trắng, hoa nhỏ hơn, lá dày hơn. Về mùi vị thì cây cỏ đuôi chuột có vị hơi đắng và the, cây giả thường không có mùi. À, như vậy là tôi đã chia sẻ đến anh chị một số các cái thông tin, một số các cái bài thuốc rất là hay từ cây cỏ đuôi chuột. Tôi cũng rất là hy vọng rằng cái kiến thức này, những cái bài thuốc hay này sẽ được anh chị chia sẻ rộng rãi ra cộng đồng để giúp những người bệnh có thêm các cái cơ hội để điều trị một số căn bệnh cho mình. Và sau đây thì tôi xin tạm dừng cái video này tại đây. Chúc anh chị có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.